Hello, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại đến với kênh BB Núi. Nay mình để giới thiệu cho các bạn một em xám đá giới tính cái này. Đấy. Tai đẹp mắt xanh nha các bạn nhé. Kiểm tra lưỡi cho nào. Em này lưỡi hồng các bạn ạ. Giới tính cái. Đuôi chuẩn Hà Thóc nha. Đây này. Đuôi có một hạt như kiểu hạt thóc ở đây luôn nhé các bạn nhé. Không có tí sẹo luôn. Em này cọc quả quýt các bạn ạ. Xám đá cọc quả quýt. Em vừa bị ướt xong. Đây ạ. Đây là toàn cảnh em xám đá cái nha mọi người nhé. Hôm nay em ướt một tí nên là em mới run thôi, nhưng mà thực chất là em rất là nhanh nhẹn luôn ạ. Mặt đây mọi người, mặt rất là đẹp này. Đầu thủ đẹp này. Chân tay rất là to luôn ạ. Mập lắm. Lâu lắm rồi mới gặp của em xám đá như thế này đấy ạ. Đây là em cái, sau em xám đá này là sẽ còn một em nữa ạ. Em zoom quá. Hôm nay mới về nên nó hơi zoom một chút. Tìm đồ ăn đấy. Đi tìm đồ ăn đấy. Bắt đầu chạy. Về sẽ rất là dễ dạy luôn đấy ạ. Tiếp theo là một em xám đá nữa mọi người nhá. Em xám đá là thì giới tính đực ạ. Đây ạ, mặt em ở đây đấy ạ. Nhìn người rất là dài luôn này. Đầu thủ cũng đẹp này. Đầu nhô đấy mọi người ơi. Đầu em này nhô lên đây này. Rất là thông minh đấy. À em này còn đốm lưỡi nhá mọi người nhá. Có đốm đấy, ở trong giữa lưỡi ạ. Em này có đốm đấy ạ. Đây ạ. Em này giới tính được ạ. Và em này và em cái kia là khác đàn mọi người nhá. Khác đàn cho nên là mọi người có thể mua phối giống nếu mà muốn có nhu cầu là muốn ra xám đá nhá. Đây ạ. Đuôi chuẩn luôn đấy ạ. Anh bỏ cái tay cao đây ạ. Đấy, đuôi chuẩn luôn đấy ạ. Đây nhá mọi người nhá, nhúng lông đấy ạ. Đấy, sợi lông đầu đây. Có hạt thóc đây rồi. Hạt thóc nha. Đôi mẫu em đôi cái kia thì giá có cao hơn một chút là 15 triệu rưỡi. Còn em này thì chỉ có 10 triệu thôi ạ. Em này thì thấp hơn ạ. Đực này giá thấp hơn nhưng mà em này còn mấy sợi lông trắng này. Cả hai em đều rất là đẹp, người rất là cân đối và rất là form, rất là dài mọi người nhé. Đây là màu, cái màu mà rất là quý trong số những cái màu của, về các bộ lông của chó ạ. Thi thoảng mới gặp được những cái em có màu xám đá như thế này thôi ạ. Mới về nên bạn nào cũng nhá. Đây em xám đá được em số 2, mặt rất là hầm hố luôn đấy. Quá đẹp luôn. Đây ạ, trước mặt mọi người là một em xù đỏ mọi người nhá. Em này thể trạng rơi vào tầm khoảng 5kg rồi ạ. Xù thì đầu thủ thì em không phải còn gì để mà chê được với em này đâu mọi người nhá. Tai này. Em này đốm lưỡi ạ. Rất là đẹp luôn, chất lông này. Em lâu lắm rồi mới có kiểu như lông dài này. Chân tay rất là đều nhá mọi người nhá. Đây, nhìn rất là yêu luôn. Em này có giá 14 triệu 500 mọi người nhá. Rồi tính được lưỡi đốm. Đó, rất là nhanh luôn.
nhìn mặt như con sư tử luôn. Bé đã có bờm ra rõ mặt rồi. Không giữ được chạy đi mất ngay mà chạy đó. Rất là đáng yêu. Đây là em sù đỏ số 1 mọi người nhá. Em sù đỏ đực số 1. Cái này đuôi khóa phải. Xem lưỡi chưa? Lưỡi rồi. Lưỡi đốm. Ui cái mặt nó đẹp đẹp thế trời ơi. Sao mà yêu thế trời ạ. Được rồi. Thôi vào chuồng nhá. Tiếp theo là một em sù đỏ mọi người nhá. Em này là sù đỏ mà tân đi chân đi tất trắng đấy mọi người ạ. Chân sau mai hoa, chân trước đi tất. Chân sau thì mai hoa còn chân trước thì đi tất nữa đấy. Nhìn rất là ngộ luôn này. Nhìn như bác sói ấy. Nhìn mắt như con sói luôn. Em này mập mạp khỏe mạnh. Mập thật. Mập và lông rất là dài luôn đấy ạ. Em này màu lông cà phê. Đuôi này rất khỏe luôn nhá. Đuôi khóa trái đấy. Bụng no cánh này. Vừa ăn xong. Tai nhỏ. Con này là dòng sù đỏ Hà Giang. Con này đuôi khóa trái này. Khóa trái. Đấy, đấy đuôi khóa bên trái, nhìn sang bên trái này. Đấy, thể hiện cái hướng cổ nhé. Con này lưỡi hồng. Bởi vì là dòng đỏ này khó nhìn lắm. Có tí đốm này là rất là khó nhìn. Nhưng mà sù thì không phải nghĩ gì này. Tí mù luôn. Rất là nhiều. Rồi. Em này có giá là 6 triệu rưỡi mọi người nhá. Con này có giá là 6 triệu rưỡi ạ. Vâng. Em được chân đi tất. Mọi người ai kết những chú cún yêu này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0972386270 mọi người nhá. Thì trước mặt mọi người đây là một em sù trắng ạ. Ôi rất là mập mạp luôn đấy ạ. Mặt này để im thế đi ạ. Để im thế để chụp mấy kiểu ảnh. Đẹp quá. Quá đẹp luôn ạ. Em này sù trắng mũi nâu mọi người nhá. Mặt này. Mặt như gấu trúc luôn ý ạ. Lưỡi không? Lưỡi trong. Vâng, đốm ở gần bên trong mà có đốm lưỡi mọi người nhá. Chất lông thì khỏi phải bàn luôn. Quên sầu luôn thật. Ôi, yêu quá. Sảnh ra cái là không thấy đâu rồi. Rất là nhanh nhẹn luôn. Em này thể trạng chắc rơi vào tầm khoảng 4 cân rưỡi đến 5 cân rồi đấy ạ. Đuôi rất là đẹp. Chất lông rất là dày ạ. Đầu thủ đẹp, mặt như bác gấu trúc luôn mọi người nhá. Chuẩn Bắc Hà. Chuẩn hàng Bắc Hà luôn đấy ạ. Tai to đùng. Tai to, đầu to. Chân to, người mập. Đuôi bông lau. Cộc ạ. Em này sù cộc màu vàng mọi người nhá. Nhìn rất là nhanh nhẹn luôn ạ. Đây, trời nó hơi tối mọi người, trông từ từ nó đẹp. Đây ạ. Tối rồi, trời hơi tối. Trời đất, nhá như em tối rồi ạ. Sù lắm. Sù dài. Cộc tịt không anh? Cho mọi người xem đuôi này. Cộc tịt luôn. Cộc tịt luôn, không có một tí đuôi nào nhá. Hàng chuẩn luôn đấy, kiểm tra đuôi đi anh. Chắc là chuẩn thôi. Lông nhiều quá. Mũi nâu. Đây. Hạt thóc đấy mọi người nhá. Cọc chuẩn luôn, cọc tịt đấy ạ. Cọc tịt, hạt thóc. Không có một tí đuôi nào luôn đấy. Sù cọc nhá. Đây ạ. Em này có giá là 7 triệu nha mọi người nhá. 7 triệu em này đấy ạ. Đó. Rất là đáng yêu luôn. Đấy, nhanh nhẹn lắm. Mặt như bác gấu luôn. Lưỡi đốm không? Phản lưỡi hồng đúng không?
Rất là dễ gần luôn đấy. Vâng, đây là chắc là mọi người này em đang nhá. Còn quay lên nào mọi người nhìn tiếp, quay chưa biết được hay cái được nhá. Em này em đực mọi người nhá. Lúc nãy em chưa giới thiệu cho mọi người là giới tính đực đây. Mặt em này rất là yêu luôn. Cái mặt cứ nhanh nữa không kìa. cái mặt cứ ngay nghe thôi. Và có rất là nhiều những em cún đẹp thôi, nhưng mà trời thì nó hơi tối rồi. Và nhà em còn rất là nhiều những chú cún đẹp mọi người nhá, nhưng mà trời cũng tối rồi, em không quay được tiếp nữa. Video của em xin kết thúc tại đây. Mọi người xem video nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên ấn nút đăng ký chuông để nhận những video mới nhất của BB Núi nhé. Cuối cùng xin cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng BB Núi ạ. Xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và bình an qua mùa dịch. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.